À, vâng xin chào tất cả anh chị các bạn quay trở lại kênh YouTube Tê và hôm nay duy sẽ chia sẻ một cái vấn đề mà liên quan về chủ đề làm YouTube dành cho tất cả những cái bạn nào mà có những câu hỏi thắc mắc mà liên quan về những cái vấn đề mà bản quyền hay những vấn đề về nỗi kênh hay những cái vấn đề về phát triển kênh thì trong video này duy sẽ chia sẻ tổng hợp để cho mọi người có thể hiểu và có là một kiến thức nó hiệu quả áp dụng làm YouTube nó tốt nhất thì cái video hôm nay thì duy sẽ chia sẻ ba cái vấn đề người mới hay bị nhất khi làm YouTube và đây là một trong những cái điều mà khi anh chị các bạn chúng ta thực hiện xây dựng những cái kênh phát triển thương hiệu hay những kênh để có thể thực hiện kiếm tiền hay những kênh để chúng ta có thể kinh doanh online và bán hàng online thì chúng ta đều bị gặp ít nhất là một lần khi chúng ta đi làm trên Youtube Và đây là một trong cái vấn đề mà uh, mọi người thể thấy rằng là gần đây có rất là nhiều bạn chúng ta đang sử dụng những cái MV hot và chúng ta đang sử dụng, chúng ta đang bám theo những cái xu hướng hot theo xu hướng trend của những cái dịp cuối năm và sang đầu năm mới thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thường xuyên bị dính vấn đề về nỗi bản quyền và cũng rất là nhiều câu hỏi như suy vừa chia sẻ ở đầu đó chính là chúng ta hỏi về vấn đề phát triển kênh về nỗi ảnh hưởng về vấn đề bản quyền thì hôm nay thì duy đã tổng hợp thông qua ba cái vấn đề chúng ta có thể hiểu thế cái ba cái vấn đề đó là gì cái vấn đề đầu tiên đó là mọi người hay hỏi rằng là bị dính bản quyền có bật kiếm tiền không có ảnh hưởng tới kênh không và có sợ đai kênh không và đây là một cái trong những cái thứ mà chúng ta thấy rằng là vấn đề số 1, vấn đề về vi phạm bản quyền và nội YouTube. Tiếp theo cái vấn đề số 2 đó là cái vấn đề về dính các lỗi tương tự như là bị bản quyền rồi đang uh, bị nguyên tắc cộng đồng hay một số những cái lỗi mà upload hay một số những cái lỗi mà chúng ta thực hiện chúng ta xây dựng kênh chúng ta thay đổi rồi chúng ta chuyển những cái vấn đề như là chủ đề hay chúng ta xóa video thì chúng ta thấy rằng là mọi người hay hỏi cái vấn đề số 2 là vấn đề đang hỏi cái tương lai và số phận của kênh đó nó như thế nào cái vấn đề số 3 đó là chúng ta hay hỏi đó là làm gì để có thể không bị bản quyền thì đây là một trong những thứ mà chúng ta hỏi và học cách làm YouTube không dính bản quyền và ví dụ cụ thể như là cái hình ảnh mà chúng ta đang nhìn trên màn hình đây thế thì thông qua cái thứ đó thì Duy sẽ giải quyết trực tiếp luôn trong video này để cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết thế chúng ta đi vào nội dung video cái vấn đề đầu tiên vấn đề số 1 và chúng ta thấy một cái điều rằng là bị dính bản quyền thì có bật được kiếm tiền hay không thì duy trả lời cho tất cả anh chị các bạn rằng là vẫn bật kiếm tiền bình thường nó chỉ có mỗi một cái rằng là với cái kênh mà bị dính bản quyền thì sẽ không được ưu tiên à, giống như các kênh mà sạch những các kênh sạch không bị dính một cái nỗi gì không bị dính một vấn đề gì cả xanh sạch đẹp thì nó được duyệt tốt hơn là những kênh bị dính một nỗi hay một sẹo hay là một cái vết nhơ nào đó thì đó là cái điều mà chia sẻ anh chị các bạn như vậy cho nên là cái tỷ lệ mà những cái kênh mà chúng ta bị dính bản quyền ấy chúng ta vẫn có hơi cơ hội bật kiếm tiền bình thường nhưng vấn đề đặt ra ấy là chúng ta có thể bị xét duyệt chậm hơn hoặc chúng ta bị từ chối bởi một lý do nào đó mà à, chúng ta kém may mắn hơn những cái kênh xanh sạch đẹp đơn giản như thế thôi còn về cái việc rằng là khi nếu như nó có bật được kiếm tiền thì nó có ảnh hưởng gì hay không thì chia sẻ với mọi người rằng là nó còn phụ thuộc vào tùy chủ đề có những chủ đề chúng ta phải dùng cái thằng bản quyền này để chúng ta kích nó lên đó, rất là nhiều những cái dịch vụ mà làm thứ đó mà nếu như sau này anh chị các bạn chúng ta đi sâu vào làm youtube thì chúng ta sẽ hiểu còn với những người mới thì chúng ta hiểu đơn giản là với cái nội dung mà khi thực hiện một cái kênh youtube là gì đó bị bất kể một cái nỗi gì đó thì đều ảnh hưởng hết không ảnh hưởng ít thì ảnh hưởng nhiều còn cái vấn đề rằng là có đai kênh hay không thì chúng ta sẽ phải nhìn ở thông qua bức ảnh khi chúng ta bị dính bản quyền hay nguyên tắc cộng đồng thì lúc nào ở trong cái kênh của chúng ta ấy, Nó sẽ có cái mục đó là Các trường hợp vi phạm của kênh Và chúng ta thấy một cái số đó là cái số Mà 1 trên 3 ở đây Tức là với kênh này hiện tại bạn này đang vi phạm bản quyền uh, 1 trên 3 cái nỗi Nếu như full 3 cái nỗi này Thì kênh sẽ bị vô hiệu hóa Và kênh này có thể bị xóa luôn Và đấy là cái điều mà chúng ta thấy rằng là Chúng ta khi bị dính một cái nỗi bản quyền gì đó Thì chúng ta hãy rút ra cái bài học Kinh nghiệm của cái vấn đề đó Để rồi chúng ta khắc phục để rồi chúng ta tránh nó và chúng ta làm tốt hơn thì cái hiệu quả mà uh, chúng ta bảo vệ kênh ấy, nó rất là tốt và chúng ta cái tỷ lệ đai kênh ấy, thì rất là khó còn nếu như mà các bạn cân nỗi các bạn trồng nỗi thì các bạn nghĩ một cái điều rằng là cái điều ra đi là cái chuyện bình thường cho nên để có thể áp dụng tốt về uh, làm trên youtube thì các bạn hãy nên tìm hiểu những cái nội dung liên quan về những cái luật youtube rồi là tìm hiểu những vấn đề về bản quyền về nguyên tắc cộng đồng mà duy với lại Rất là nhiều những cái nội dung kênh trên Youtube Chia sẻ cực kỳ nhiều, các bạn có thể kiểm tra Và các bạn có thể tìm kiếm và học hỏi vấn đề đó Tiếp theo Cái vấn đề số 2 Cái vấn đề là dính các cái nỗi tương tự Như là chúng ta thực hiện, chúng ta không chỉ bản quyền Mà chúng ta nguyên tắc cộng đồng Rồi chúng ta xóa nội dung video Chúng ta thêm nội dung video Mà nó bị một cái vấn đề gì đó lỗi Như là update Xong chúng ta up 3-4 lần thì nó hiện lên cả ba và chúng ta thấy là điều rằng thế này có ảnh hưởng tới kênh hay không thì chia sẻ mọi người rằng là tất cả những cái nội dung khi chúng ta làm trên online hay tất cả những cái vấn đề không chỉ với cái công việc làm trên online hay công việc làm trên youtube thì công việc gì cũng sẽ có những cái nỗi không ít thì lớn đó là chúng ta sẽ gặp gặp phải bởi vì rằng là trong cái thế giới làm việc thì nó không bao giờ có cái nhân vô thập toàn được không ai mười phân vẹn mười mà làm tốt tất cả được mà chúng ta phải có một cái trình tự đó là tăng tiến từ từ thế thì như phân tích ở cái câu đầu đầu có gì là nó có ảnh hưởng ít hay nhiều nhưng vấn đề đặt ra ấy đó chính là khi cái nỗi mà các bạn thực hiện trên YouTube ấy thì các bạn phải tìm kiếm xem là cái phương pháp cách khắc phục các bạn có thể tìm kiếm trên rất là nhiều kênh YouTube chia sẻ không chỉ với lại kênh của Duy Duy lúc nào cũng khuyên các bạn đó là phải tìm kiếm các kiến thức ở cái nền tảng nó đa chiều và đặc biệt là những cái nguồn thông tin ở những cái trang mạng xã hội như là Facebook hay một số những cái website chia sẻ những kiến thức trên Google cũng rất là nhiều. Các bạn hãy chịu khó nghiên cứu hay các bạn xem các cái video để có thể tổng hợp nó thì các bạn sẽ giải quyết được các cái nỗi đó chứ không nhất thiết rằng là cứ bị nỗi cái các bạn cứ ám ảnh, các bạn ám ảnh về cái việc rằng nó sợ cái này sợ cái kia thì cái thứ đó không phải là phương pháp giải quyết mà phương pháp giải quyết của chúng ta đó là chúng ta phải tìm cái cách khắc phục của nó. Còn về cái việc đó là nó có phát triển hay không thì đã chia sẻ. Đó là khi chúng ta thực hiện xây dựng một nội dung một chủ đề chúng ta biết được tương lai số phận của kênh đó như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào nội dung chất lượng và cái cách các bạn hướng tới cộng đồng ra làm sao và rồi các bạn đầu tư cho nó như thế nào để rồi các bạn có thể thấy rằng là cái hiệu quả của, của cái sự phát triển kênh đó ấy, nó phải là cái nền tảng cốt lõi bên trong kênh từ những cái thứ giá trị mà các bạn cho đi các bạn hướng tới người dùng đồng thời để có thể muốn phát triển kênh thì các bạn phải xem xét các bạn phải update những kiến thức cập nhật những cái thuật toán cập nhật những sự thay đổi của Google, của YouTube, rồi cập nhật những cái những cái vấn đề liên quan về chủ đề trên kênh. Xem xem là chủ đề trên kênh của bạn có phù hợp với lại cái nội dung mà nhà quảng cáo hướng tới hay không, hay cái nội dung của bạn có phù hợp tiếp cận được, được tới cái đối tượng khách hàng của bạn muốn xây dựng thương hiệu hay tối tượng khách hàng của bạn muốn bán hàng trong một cái sản phẩm gì đó hay không thì nó mới quyết định được rằng là số phận và tương lai của kênh đó còn để có thể trả lời một câu hỏi chung chung thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thứ này nó vẫn chỉ là ở một trong cái thuyết 50-50. À, có hay không giữa cái sự lựa chọn nó phụ thuộc vào cái việc là các bạn à, thực hiện hành động tới đâu và triển khai như thế nào. Đó là cái điều mà Duy muốn chia sẻ câu hỏi thứ hai Câu hỏi số 3 rằng là thế thì làm gì để không bị dính bản quyền? Thì với lại cái việc này các bạn có thể tra rất là nhiều những cái nội dung trên Youtube chia sẻ những cái cách đó là làm video không bản quyền, sử dụng những bài nhạc không bản quyền rồi các bạn có thể tìm hiểu một số những cái nội dung mà chia sẻ về cái vấn đề rằng là tìm nhạc bản quyền ở đâu tìm nhạc không bản quyền ở đâu rồi là chia sẻ rất là nhiều những cái thứ mà để có thể khắc phục ngay chính bản thân cá nhân duy đã chia sẻ về cái chủ đề mà chúng ta sử dụng một cái bài quét bài hát mv hot để sử dụng nội dung rồi đó là các bạn có thể uh, tra cái nội dung mà cách sử dụng ở đây thì duy uh, đã nói rất là kỹ trong cái video này đó là cách sáng tạo nội dung dựa trên mv bài hát hot và các bạn đang nhìn trên màn hình đây thì đây là cái nội dung của cái video này thì cái video này cũng đã chia sẻ khá là lâu rồi cách đây 4-5 tháng rồi thì các bạn thấy một điều rằng là khi xem nội dung đó các bạn sẽ biết cách sử dụng cái nội dung cái mv cái bài hát mà hot đang thịnh hành uh, trên cái top chan để có thể xử lý và áp dụng một cách nó hiệu quả uh, trong cái việc đó là các bạn muốn hướng tới người dùng và trên đó là tổng hợp tất cả những cái vấn đề mà Duy muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn để chúng ta có thể biết và chúng ta có thể áp dụng cho cái kênh YouTube của mình một cách nó hiệu quả, một cách nó tốt nhất. Và mong rằng nội dung video đã hữu ích cho tất cả anh chị các bạn. Chúc mọi người có thật nhiều kiến thức hay từ video này và áp dụng một cách hiệu quả khi chúng ta thực hiện làm trên YouTube. Và có vấn đề điều gì thắc mắc thì đừng quên bình luận, comment ở video và Duy sẽ tổng hợp chia sẻ tất cả anh chị các bạn. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video tiếp theo